Anh nhanh lên đừng nói nhiều nữa, 100 nghìn được chưa? Bảo rồi, xin cô giáo thông cảm tôi lần này thôi. Anh đừng nói nhiều nữa, đây không phải là lần đầu của anh. 100 nghìn quy định như nào cứ thế mà làm, còn chưa? Rồi vừa học vừa làm, cô giáo thì thông cảm tí, cô giáo là người làm. Anh không nói nữa, dừng lại. Bây giờ một là anh đóng phạt, hai là lớp dừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên của anh, còn chưa? 100 nghìn, nghe tên. Nghèo đòi mãi tiền thế, lừa đảo xin vào đây để mày đi. Fucking shit, mày vừa nói thế nào lừa đảo? Mày bảo tao lừa đảo à? Tao nói mày biết mày bước vào đây tao lừa đảo mày làm gì? Chỉ ai, tao phải ba mưa. Tao vừa xử cái mặt mày đấy, mày vừa bảo thế nào lừa đảo? Mày cứ nói mà biết nhá, bà đéo dạy tôi thì chỗ khác dạy, không phải mỗi bà. Tao nói cho mày biết nhá, tao nói cho mày biết nhá, ra ngoài kia có một hay vừa trung tâm ấy thì người ta cũng không biến mày từ một con lợn, từ một con người đâu. Học như mày ấy thì đéo bao giờ bán được. Tao không quan tâm đến cái gọi là tư cách của cái Việt Nam này, đéo thế nào không, tao tư cách là việc dạy. Tao nói cho mày biết. Mày nhìn mà bị ảo tưởng à? Tao đéo ảo tưởng này. Đây là sân chơi của tao, luật của tao. Mày cứ đóng phạt 100 nghìn đi thì lớp học tiếp, không thì ra ngoài. Tóm lại tôi không đóng, cứ ngồi đây này. À mày không đóng cái gì? Tôi không đóng. Thôi được. Sân của bà làm gì xem nào. Mày nhìn cả lớp làm gì thì mày làm cái đấy. Mày đừng để tao điên lên. Mày là hơi thằng cù nhầy đấy. Mày bao nhiêu buổi mày cũng học rồi hả? Mày đi làm như vậy thì không học được. Mày phải vào lớp của tao thì mày phải nhớ đây là quy định. Mày đã dám ký cái cam kết học hành như thế nào rồi? Đây là lần thứ mấy mày đi ha? Mày là thằng đàn ông, mày ký cái cam kết như thế mày còn không làm à? Cả cái Việt Nam này đéo con nào dám cam kết trên trung tâm của tao. Và chúng tao không để những cái thằng mặt lợn như mày học ở đây, mày hiểu chưa? Nói mày bãi lìn với cái gì ở đây? Bà nhá, cũng bãi lìn với tôi, bà không có tư cách làm giáo viên đâu. Tôi nói cho bà biết nhá. Tao đéo cần cái tư cách giáo viên rẻ rách. Mày đóng tiền của mày cút ra khỏi lớp tao. Mày hiểu chưa? Tức là bà nhận bà là giáo viên rẻ rách gì? Tao vì là giáo viên rẻ rách nên mới có đủ tư cách để dạy cái thằng rẻ rách như mày. Cái thằng mặt người mà ấp lớp như mày, mày hiểu chưa? Tôi nói cho bà biết nhá. Đóng 100 nghìn ra khỏi lớp. Đéo nói nhiều đi ra khỏi lớp cút. Đóng 100 nghìn rồi thì còn ngồi đây chứ việc đéo phải ra khỏi lớp. Nhưng tôi nói cho bà biết nhá, từ nãy tao không quan tâm đến việc hơi bị nhiều đấy. Tao có đủ tư cách để chửi mày học sinh chơi của tao, mày hiểu chưa? Cút ra khỏi lớp. Mày là bạn nhá, không thì mày như thằng khác rồi. Mày nhảy vào đây còn này, mày nhảy vào đây mày đánh tao này. Mày vào đây mày đánh đi. Là bà, nghe chưa? Cút ra khỏi lớp. Chúng tôi mày nhá, mày ô lắm tiền học rồi. Là để được học chứ đéo phải đến đây để nghe chửi. Tao mời mày ra khỏi lớp, lịch sự lắm rồi. Mày chửi hay không chửi, mày có sức mày cứ đứng đấy mà chửi. Cút ra khỏi lớp, phải chưa nhá? Mà đéo học nữa nhá. Bài còn nhá, cái mặt bà, trung tâm của bà tôi kiện nhá. Tao mời mày đến đây kiện. Giáo viên đéo như lì. Tao mời mày đến đây kiện. Mày kiện nhanh tao.